Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, bây giờ đang là buổi sáng ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022. Cơ sở đồ gỗ đồ thời Hiền Lành tiếp tục cập nhật các cái thông tin mới nhất về các cái đơn hàng mà quý khách đã đặt hàng hoành phi câu đối trong thời gian vừa qua. Đây là ba bộ hoành phi câu đối tới từ ba khách hàng. Đó là anh Tâm Minh, anh tại Hà Nội, anh Lê Viết Sơn tại Thanh Hóa và anh Điệu anh đang sinh sống tại Bái Đính, Ninh Bình. Trên mình quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng đó là các cái mẫu hoành phi câu đối mới nhất hiện nay. Cũng là đầu xuân năm 2022. Tức là ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch. Chúng tôi có quay lại video clip một lượt phần mộc giới thiệu tới quý khách hàng cũng như gửi riêng tới gia đình đó là ba gia đình khách hàng mà chúng tôi vừa đọc nêu tên. Chúng tôi cập nhật trong cùng một video để quý khách có thể tiện theo dõi hơn. Và đã có rất nhiều câu hỏi đặt về cho chương trình cho cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành. Đó là phân biệt gỗ gụ và gỗ hương đá. Trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Thì trên mình quý vị và các bạn đang xem, đây là hai bức hoành phi lồng cuốn thư thì bức hoành phi làm trên nền chất liệu gỗ vụ có màu vàng sáng với kích thước dài 1m53, chiều rộng 61, bức hoành phi lồng cuốn thư ở phía dưới. Đó là gia đình anh Tâm Minh tại Hà Nội. Còn bức hoành phi lồng cuốn thư ở phía bên trên màu hồng, đó là làm chất liệu gỗ hương đá tới từ gia đình anh Điệu, anh tại Bái Đính Ninh Bình. Về màu sắc thì chúng ta có thể phân biệt được Gỗ gụ thì có màu vàng sáng, vàng nhạt. Còn gỗ hương đá thì là có màu hồng và đều là mẫu hoành phi lồng cuốn thư. Mẫu này đang được đánh giá là thịnh hành nhất trong cái thời gian vừa qua từ năm 2019 tới năm 2022 cũng vẫn được bán chạy tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiện nay cũng như trên toàn thị trường toàn quốc. Bức hoành phi này được làm với thông số kích thước đó là 1m53 Chiều rộng 61 61 nó thuộc cung tài lộc 1m53 thuộc cung nghinh phúc trong thước lỗ ban, thước phong thủy Và khi chơi về hoành phi câu đối thì được xem đó là một nghệ thuật chơi chữ tao nhã Thể hiện là gia chủ là người không những có học Mà còn đó là sự tôn kính gia phong Tính cách qua các cái câu đối được treo và ngày nay thì câu đối vẫn được lưu giữ và xem như một nghệ thuật chơi về chữ Hán. Và tiến tới thì còn có đó là về chữ thư pháp tiếng Việt. Thì tiếp theo đây là một bức hoành phi được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá. Thì gỗ hương này có xuất xứ nhập khẩu từ Nam Phi. Được điêu khắc với nội dung đó là phụ Tổ Cô, tức là thờ bà Cô Tổ tại dòng họ Lê viết tại thành phố Thanh Hóa Đây cũng là yêu cầu đặt theo với yêu cầu hàng kỹ của gia đình anh Lê Viết Sơn tại Thanh Hóa Gia đình anh đã đặt hai bức hoành phi có đồng kích thước Chiều dài là 1m55 thuộc cung Tiến Bảo Và chiều rộng là 67cm Nó thuộc cung Đăng Khoa Cũng thuộc thước phong thủy lỗ ban số đỏ số đẹp khi chúng ta làm tránh các cái mực xấu, tránh rủi ro. Chúng ta nên làm vào các số đỏ, số đẹp cho đồ thờ được đúng với ý nghĩa tâm linh. Phụng tổ cô, nội dung đó là thờ bà cô tổ hay là bà tổ cô, những người chết trẻ rất là linh thiêng. Và về kích thước của khuôn tranh, khuôn tranh dày 7cm, bản rộng là 10 và tấm ván bên trong dày 3cm, liền tấm được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá và có chặt gấm chữ vạn. Xung quanh là chuyện góc chữ công, rất là đẹp. Với nội dung điêu khắc đó là phụng tổ cô. Ý nói là phụng thờ, bà cô tổ tại nhà thờ. Và gia đình anh còn đặt thêm một bức hoành phi nữa để thờ các anh hùng liệt sĩ. Được điêu khắc với nội dung như sau. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ cũng đều được khắc bằng chữ thư pháp tiếng Việt đọc từ bên trái sang và từ trên xuống dưới xen kẽ đó là các cái giải mây cũng rất là uyển chuyển và đẹp được cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành vẽ mẫu ra mẫu gần như là mẫu độc quyền không giống với một cơ sở nào cả theo với yêu cầu của gia đình và về khuôn tranh thì khuôn tranh phía dưới được điêu khắc lui hoa hồng phía trên là cuốn thư bốn ô đố xung quanh đó là bốn cây tứ quý tùng cúc trúc mai thể hiện cho bốn mùa xuân hạ thu đông và phần nền thì cũng được làm nền gấm chữ vạn hai bức hoành phi này sẽ được đó là sơn pu thiếp vàng đài loan lên các phần chữ và sẽ được bàn giao và lắp đặt mùng 10 âm lịch tháng 2 để chuẩn bị nhà thờ có công việc đó là tế lễ tại uh, Thanh Hóa. Thì quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Thì ở trên thị trường hiện nay thì hoành phi câu đối đang được bày bán với rất nhiều các cái mẫu mã đa dạng và rất là khó phân biệt thì chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị đây là chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ nam phi có màu hồng nhạt màu hồng của gỗ hương đá này khác với màu đỏ của gỗ hương đỏ ba đúc hay quý vị thường thấy đó là gỗ hương đỏ giá rẻ đấy nó khác nhau rất là nhiều và khi hoàn thiện lên thì gỗ hương đá nó đẹp hơn rất nhiều và gỗ hương đá này phải nhập qua cầu cảng đình vũ hải phòng từ nước ngoài chuyển về đó là từ nam phi vì thế mà giá gỗ cũng đang được đẩy lên cao do xung đột của Nga với Ukraine. Hiện nay tất cả các cái giá gỗ đều lên. Quý khách muốn đặt về hoành phi cô đối thì quý khách nên đặt sớm một chút. Thời gian từ khoảng 15 tới 30 ngày. Nửa tháng tới một tháng chúng ta sẽ đảm bảo hơn. Còn về cái công uh, cuộc thiết kế mẫu nữa. Ra được một mẫu mã như này cũng rất là kỳ công. Và tiếp theo cơ sở giới thiệu tiếp tới bộ hoành phi cô đối của gia đình anh Điệu. Anh đang sinh sống tại gần chùa Bái Đính Ninh Bình. Anh cũng về trực tiếp tại cơ sở đặt bộ hoành phi cô đối thờ gia tiên cũng làm trên nền chất liệu gỗ hương đá. Cũng với kích thước phổ thông là dài bức hoành phi 1m97 cm thuộc cung Đỗ Đạt Tài Vượng. Bên trong được điêu khắc đó là bức cuốn thư chiều rộng của bức hoành phi 67 cm thuộc cung đăng khoa. Và tấm ván điêu khắc bên trong dày 3 cm liền tấm. Được điêu khắc đó là bức cuốn thư thì cuốn thư có hình tượng bút và kiếm. Nó tượng trưng cho sức mạnh của nhà nho và nhà nho thì là bút còn kiếm thì là tượng trưng cho sức mạnh về bên võ tránh xua đuổi tà khí khi chúng ta thờ cúng tâm linh. Và về câu đối này cũng được chọn gỗ rất là đồng màu, đều, đẹp trên nền chất liệu gỗ hương đá. Câu đối này có tên gọi đó là câu đối rơi rơi, lắng hoa. Phần diềm được thiết kế 4 cây tứ quý 4 mùa, tùng cúc trúc mai. Xen kẽ là gấm hoa chanh, hoa thị. Nội dung của câu đối vế phải là tổ tông công đức thiên niên thịnh Ý nghĩa đó là tổ tiên của chúng ta Công đức thì mong cho muôn đời thịnh vượng Và phía dưới của câu đối được thiết kế đó là một lãng hoa rất là đẹp Lộc bình Nội dung cũng được khắc trên nền gấm chữ vạn Theo với yêu cầu của gia đình Đối với vế trái là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh Thì tử ở đây ý nói là con cháu và con cháu có hiếu có thảo báo hiếu với ông bà tổ tiên khi dâng các cái bộ hoành phi câu đối lên thờ cúng gia tiên thì sẽ được hưởng đó là vinh hoa phú quý tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh được hưởng đó là vinh hoa phú quý do công đức của tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta đã để lại gây dựng qua bao nhiêu năm và bức cuốn thư thì được điêu khắc đó là đức lưu quang ý nói đức độ tỏa sáng lưu truyền về sau này cho con cháu đó là về bức hoành phi và phía dưới cũng được điêu khắc đó là lãng hoa được đục tay thủ công 100% làm trên nền chất liệu gỗ hương đá và đây là toàn cảnh các cái sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu trong video clip ngày hôm nay hoành phi cô đối nó mang một cái ý nghĩa tâm linh rất là sâu sắc đó là dân dạy con cháu sau này tưởng nhớ về cội nguồn ông bà cha mẹ và các anh hùng liệt sĩ những người đã nằm xuống hy sinh giữ lại độc lập tự do cho đất nước video thì đang là quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lanh tại làng nghề la xuyên xã yên ninh huyện ý yên tỉnh nam định có thể liên hệ theo ba số hotline 0986 88 3349 hoặc 0985 226684 0969 127 886 Quý khách uh, ưng mẫu mã nào Quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua Zalo 0986 883349 Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể Quý khách hãy uh, liên hệ trực tiếp để không qua trung gian Liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền nay. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo Xin cảm ơn